Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay là có một sự ngẫu hứng của mình rất là cao các bạn ạ. Lần trước luôn các bạn nhớ, mình đã chơi anh rồng mập như con lợn này. Gọi là anh hay bị bắt nạt lắm các bạn ạ. Anh còn bé, bởi vậy mình chỉ chơi với con rồng Draconis để khỏi bị bắt nạt ấy. Tại sao mình chơi con rồng này vì không nhỉ? Nhìn hổ báo thế này ấy, cười mặt mình ấy, kiểu khiêu khích, kiểu ra chiến trường nhiều rồi nên là chúng nó không dám động vào ấy. Đây bây giờ kéo này là dòng tù nhân đấy sao ấy. Tù nhân thật luôn rồi. Okay. Mình sẽ đã lấy một quả trứng. Yes, quả trứng legendary nào. Xoay vòng. Ui, hay đấy. Cái con này có tác dụng gì ta? Mình rốt tiếng lành lắm con này ạ. Xem nào, anh này có khả năng gọi là cái gì? Phai rớt cộng 50%, nhưng thay vào đó điểm trừ 10%. Không. Anh này gọi là hổ báo, ít nhất cũng phải khỏe ăn tí. Trời, ấp phát. Mình sẽ lấy thử quả trứng thứ tím à. Donut, à không hỏi nhiều ấy. Thế nào, đây chính là quả trứng tím trong huyền thoại. Nào, sẽ đập quả trứng tím nè. Thay vì quả trứng lợn sờ ra quả trứng tím. Ui, một con rồng vệ sĩ à. Ui, giảm 50 phát sát thương cái đấy, ngon quá. Rồi, hay đấy. Rồi, lại máu nữa. Thôi, mình cần nhiều điểm tí ấy. Mình sẽ cho anh ấy đổi hai con này. Bay à. Chắc là cho con này phóng cho nó. À, đây, con này. Bỏ con này ra, đấy. Khí rocket ấy. Rocket launcher. Ngon quá. Rồi, cho anh này đi thể hiện tí đã. À đúng rồi. Ở đây có cái hình ngôi sao này. Ui, à đây là cái huy chương của mình. À, tức là mình chơi thật nhiều cái cấp thì nó sẽ cho mình những huy chương này. Ui, huy chương người vàng, người khổng lồ vàng. Ui, huy chương dragon. Tức là mình cần phải cày top 1 mấy lần thì nó mới cho huy chương dragon. À thôi, bắt đầu luôn. Để cố gắng gọi là được thật là top 1 final mà chạy với thằng top 1 là bao nhiêu triệu điểm nữa. À, mình thì tăng 20% điểm ấy, mọi dạng vừa đâu. Ui, không to lắm nhưng mà không sao, được chưa? Ui, đẹp vãi rồi. Ôi, kinh chưa rồi. Răng nanh này, răng nanh này mặc mọc ở chỗ này mới kinh nha. Rồi giờ mình sẽ đi gọi là ui, nuốt chửng con bò luôn. Đúng là một khi mình đã chơi cấp độ khác rồi thì bọn này tuổi. Nào, cút ra. Phải thế á, thùng bạc heo kim cương này. Cảm thấy sức mạnh không? Ui giời ơi, bọn này tuổi dữ rồi. Có level luôn à. Ôi, mình đớp luôn cả quả ngư lôi vàng này. Các bạn nhìn này, quả ngư không vàng này nhá. Mình sẽ đớp luôn này. Đớp này, ngư không này thì nhờn mạo chết ma luôn. Ôi giời, anh này là thần chết hay sao mà anh đớp cả bom mất cả ma thế nào. Ôi giời, mạnh quá. Có chữ hungry kìa, mình quên mất. Nào lấy chữ hungry. Ôi rồi, anh này vẫn chưa ăn hết được tất cả đâu. Mình sẽ đi lấy chữ hungry cho anh thật không lờ. Chả sao mà tìm chữ hungry khó vãi. Từ để mình trải nghiệm tí đã. Đứng làm gì thì trải nghiệm tí. Ma này, lần đầu tiên mình biết là thanh niên này có thể ăn được ma cái đấy. Kinh quá. Đây là quỷ địa ngục của mình ạ. Kinh chưa. Há miệng ra đi nào. Ôi ăn cả bóng ma tím luôn các bạn ạ. Kinh quá, bóng ma tím đấy à, mà không biết còn ai. Cái quả bom to hơn một xíu là không ăn được các bạn ạ. Nguy hiểm đấy, vẫn còn quả ngư không ăn được này. Phóng này giờ đấy chưa, cái quả đấy. Ôi, fire rớt phun lửa đây. Ồ, đầu không. Ui xôi, quá đẹp luôn. Nói thì chưa, thằng nào bắn mình đấy. Nào đứa nào bắn tao. À, có thùng tiền đây ngon. Sao ở đây toàn phù thủy các bạn ạ. Đây thì người khổng lồ vàng, không biết con này trâu cỡ nào nhỉ. Đây mình thử cho nó đập này. Ma tím này. Đói cấp độ. Đánh đi xem đánh bao nhiêu máu. Nhìn này ngáo đá à? Nhìn này ngáo như máu nào.
Úi giời, đánh đau phết đấy. Thằng nào anh nhìn anh đi. Úi giời, ôi giời, đau đau này. Úi giời, thanh niên vật vã đập mình mấy phát thì cũng không đai mà đấy, đập cho chục phát a đấy, đúng rồi. Mình quên mất các bạn ạ, cái vùng đất này còn vùng đất này nữa. Nhân vùng đất này thì vùng đất là ở đây là khu vực sống của mấy con lợn xì hơi các bạn ạ, hiểu chưa? Xì ra cả đống chất thải này, ô nhiễm môi trường này, hiểu chưa? Nó xì hơi vào mặt mình, xì hơi này thối quá, không ngửi được. Con này họ hàng nhà thồn hôi rồi, giờ mình sẽ đi vào hàng nhân cút ai rồi. Rồi mà mình sang một thế giới hầm động vật, đâu phải hầm động vật mà hầm của người ngoài hành tinh trú ẩn đấy. Có mấy con đom đóm mẹ thắp sáng cho ngôi trường này, nhưng mà đấy bây giờ người ngoài hành tinh đây này ấy, kinh quá. Ở đây có mấy quả trứng độc, mà lại trứng độc cực kỳ nguy hiểm luôn, mình động mà nó mở ra kinh quá, nhưng mà mình không sợ lắm. Đấy thì cứ động vào nó nở ra, mà cái đấy nở ra độc đấy. À, heo kim cương này. Rồi từ mình sẽ kiểm tra khám phá đi. À, phóng thật nhanh. Ui, có cả sứa trong này, sứa đỏ. À, sứa đỏ mình không ăn được các bạn ạ. Sứa đỏ kìa. Hiện giờ tê tê. Ô, là sứa thường mình ăn được, nhưng sứa đỏ mình không ăn được. Là có chữ nào đây không? Mình sẽ kiểm tra xem có chữ nào đây không. Nào, có chữ A, có chữ U ở dưới này. Ơi, chữ H ở dưới này luôn. Ngon rồi. Hát ở dưới này đúng không? Ok. Quay đầu xuống lối à, quay trở lại à, trên này. Phóng úi rồi. Con này kinh nhỉ. Nào rồi, chữ U đây. Và chữ à lộn, chữ H đây rồi. Chữ U bên này à. Chữ U đúng không? Chữ à chữ ở chữ U thật. Khu vực này toàn đom đóm con nào. Úi mà đom đóm ăn nó hồi nhiều máu ơi. Ăn cả hoan thịt luôn. Nấm độc. Ui, hút vỡ cái thạch ánh tím này. Ồ, tính là dạng này cũng gần so với dạng U3. U3 ăn gần tất luôn. Ăn tất luôn, trừ ăn bom. Ăn bom mà không ăn được đâu. Ui, phai rớt luôn ạ. À. Ôi, thổi lửa, bốc lên. Ui, bốc đi lửa xe công nguyên này. Nhưng mà mình vừa đấy, mình đốt được cái gì ấy. Thứ ở chữ U ngay dưới này cơ. Mình phóng đi. Ai, trên này cũng có. Ui, thì ra là có mấy con ốc nguy hiểm các bạn ạ. Ôi, con gì đấy? Ma quỷ ạ. Úi, con này đi ngang mồm mình chết luôn. Ui, quái vật ạ. À. Này, quái vật. À, mình không hút luôn quái vật ấy, cay nhỉ. Ui, chữ U rồi. Thế là thanh niên này xuống tắm suối có được không? Ui, thanh niên này giỏi tắm suối lắm các bạn ạ. Nó không khó nhỉ. Ui, quá, chết con ơi. Rồi dòng đi tắm mát một phát là tắt thở đấy. Toàn thứ quái dị ác con nào đấy. À, hoan thịt người độc hại đấy. Được đấy, từ từ mình kiểm tra xem. Mình cứ đi dưới nước này à, có đường vòng lên này. Ngon. Có đường vòng lên cơ mà sao mình không vội lấy nhỉ. Ây, ôi, có vẻ ở dưới này toàn nhân. Và cái ui, con phù du các bạn. Ui, người tối cổ à. Ui, hay sao vậy. Ui, chết. Bọn này chế tạo ru ép ô này shit. Bọn này ui con bọ cánh cứng vàng của Nobita à, chết bố rồi. Rồi giờ mình sẽ phải đi lên trên để khám phá xem còn gì nữa không. Khu vực này thì lúc trước cho con U3 rồi cầm nó hấp thụ nhiều lượng máu quá. Đây là ui, mình ăn trứng con gì đây này, trứng con gì này. Đây có phải trứng không? Trứng cái đây không phải trứng mà ạ. Cái là quả khóa học gì đó. Còn cái này đây không hút được bên ạ. Ấy đấy, cái quả trứng màu cam này này. Ồ, kiểu như trứng ấu trùng ấy bên ạ. Ấy nghe kinh vãi. Ôi đấy đi ạ. To để mình kiểm tra này. Mình gốc kẹt à, bảo sao mình cứ lượn vòng quanh. Chết rồi, băng rơi có nơi chạy. Phóng nhanh, băng rơi đấy. Hiện tượng băng rơi. Nó băng rơi rồi đấy, có thấy băng rơi không? Tí rơi trúng đầu ấy. Xem nào. Đây có phải là nơi khởi đầu, khởi nguồn mình không? Đúng là khởi nguồn thật. Nào, đây. Sáng lên đi xanh cao nguyên nào. Lên vùng sáng rồi, đúng rồi vậy.
khỏi phải ấy, vẫn nặng ấy. Ui, có bọn quỷ lồn này à? Có bọn quỷ lồn này nguy hiểm lắm. Ui, có con ốc trên cổng lò kìa. Khu vực này của tiến sĩ Animal hay sao mà sao lắm thứ nguy hiểm thế nhỉ? Bọn quỷ lồn đang chơi hai la win này. Hoan thịt cười này nào. Chuột này, chuột là bị bệnh dịch hạch đấy quan ạ. Mình đang luẩn quẩn ở đây mà mình không lên trên này ạ. Đấy, nó phải lên trên này chứ. Đây là nấm độc quan ạ ơi. Người nấm này, đây không phải là quỷ nấm thì đúng hơn này. Bọn này trú hết dưới này. Ui, cá đuối ạ. Chết con rồng khoai đất này thì thể hiện với anh nhờ. Ui có vẻ đây là một nơi tà ma bạn ạ ấy, nơi của các tất cả các phù thủy. Ôi bọn này nhơn này, đùa đúng rồi, toàn ma là ma này, chả khác gì cái nghĩa địa này thì đùa này. Ui sao toàn cá đuối bay trên trời này, đây là thế giới ngược đời ạ. Ai phóng lên trên bầu trời này. Ui thằng đống sao này ngon. Một ông sao sáng, hai ông sáng sao, nhưng mà mình ăn hết sao rồi, không còn sao sáng nào nữa đâu. Nào lượn nào, mình sẽ ăn hết sao. Mà chú trời này không thích sao nữa là vứt sao đi. Ôi ngon quá, mày đã xử lý hết đống sao đấy các bạn ạ. Tiền money rồi. Bây giờ mình chơi lên mấy level rồi. Ui mình 700.000 điểm rồi mà chả biết có lên triệu điểm hay không. Khu vực này có vẻ hết thức ăn này các bạn ạ. Đỡ phải phản đấy chưa? Toàn ma mà. Ôi à, quên mất ma đỏ các bạn ạ. Ma version 3 có quả ớt cay phồng lưỡi nè. Mình sẽ không cho cái con pet băng vào nữa, nó khắc chế mình. Cái phun lửa thì nó lại phun băng mới cay. Cứ quen thôi. Xem nào. Khu vực trên này mới là có lối thoát các bạn ạ. Nào lên. Lối thoát đâu, bật lên xem nào. Đây lỗ này đây, mình cứ tưởng là không chui vào được rồi. Không biết là mình thoát ra khu vực nào ta. Nào chắc là lại quay lại nghĩa địa. Ôi rồi, úi rồi mình không đây. Úi chết máu à, đớp luôn cả bom ạ. Ơi chết rồi, khu vực này nát rồi. Có con dragon này, may quá, vừa đúng lúc mình đang rồi này, đói khát máu. Thì ra mình đang ở City Robin, tức là thành phố của bọn quỷ lồn các bạn ạ. Bọn này là ăn thịt người ấy, bữa bắt về làm vũ khí thống trị thế giới. Đánh đi úi rồi, muỗi đốt đi nó. Mình dọn rác cho thế giới các bạn ạ, mình gọi là mình dọn rác cho thế giới. Chỉ tội là mình không dọn được quả bom rồi. Nhợn, con này ăn được không? Phải nữa. Cái con rồng zombie cấp tím này mình không ăn được. Ui, quả bom siêu to khổng lồ, mình hết đi, không cháy hết đi, nổ hết đi. Ui dồi, vừa này lắm, quả bom siêu to khổng lồ thế. Ui, Minecraft rồi, phun được tất cả, ngon quá, đúng lúc có con rồng lợn vợn ở đấy. Nhợn, cút ra, này, thể hiện. Sao lâu thế nhỉ? Ui, hết rồi, cuối cùng cũng hết rồi, 1.900.000 rồi. Kinh quá rồi, này đi đợi trên trời. Rồi để mình đi đưa anh này đi khám phá cái khu vực gọi là anh đi cho con này đánh chào rồi. Mũi nó đi đâu mà mũi rồi đánh đau này, chỉ hút một phát thôi, nhẹ tình cảm mà vẫn chết luôn đấy. Con này khó chịu nhỉ. Dragon vừa nãy đâu, khu vực này toàn là ấy thôi các bạn ạ, toàn là ma quỷ rồi. Ôi dồi, nó cắn mình các bạn ạ, nó tập mình luôn. Hay nhở, thôi đi sang vùng đất mới cho an toàn. Vùng đất này có vẻ là... không phải, giờ đi sang một thành phố gọi là The Dragon City ấy. Thành phố này chứa đựng rất nhiều rồng bạn nhá, kể cả người luôn, chả hiểu sao. The Dragon City này, ấy nhở, vừa ra đã có một con rồng đó tiếp. Bọn này, ôi, hình như, từ. Ui giờ con người thì ra bọn này không phải các bạn ạ, con người và bọn quỷ lùn thống nhất với nhau ấy, thì có những đứa nào gọi là không thống nhất thì sẽ bị gọi là trừng phạt, là bị bọn quỷ lùn ăn. Nhưng mà còn bây giờ ấy, chúng nó gọi là thấy mình kinh khủng quá, chúng thống nhất với nhau,
lập một biệt đội hủy diệt mình con ạ. Ôi, đây không? Quý luôn sợi súng trong với người được đấy. Ôi, Rokodai này đánh, cắn đi Rokodai, ấy Rokodai và đây bây giờ Rokodai bơi nhanh hơn cả Rokodai vàng này nhờn nắp cống, ui có con Rokodai dưới này này, ui, bơi mệt vãi, mình không phải là nhân à, con vật dưới nước, ui thằng này hack à, đi trên không khí à, thôi cái máy cầu đá đâu, bọn này chém nào, chém đi, ôi là chém như mỗi đốt đi đâu cái quan đại, à đang ngon thua, ôi rồi chết đập. Đâm vào cổ đây, thành phố rồng này, đằng đống rồng đây này, mình chết cho đâm vào cổ bom luôn ạ. Rồi hy vọng là mình lấy được một skin mới. Ôi rồi ui rồi kinh quá, hết hầm ý hiền đây nè, score là 2 triệu điểm bạn ạ. Điểm nào mình tôi mấy nào nào tôi mấy xem tôi mấy. Ui dồi, top 2, à top 1 chỉ có 3 triệu điểm thôi, cùi bắp. Rồi, giờ mình sẽ lấy skin bạn ạ. Ôi cái gì đấy? Mình sẽ lấy skin, ôi skin mới luôn. Skin băng, nhưng mà nhìn vậy nó xấu vãi các bạn ạ. Dày này. Nào, được đấy. Puna King, The King bạn ạ, ôi, kinh quá. Ok, mình sẽ gọi là sẽ thoát ra. Mình có khá nhiều skin đấy. Skin băng này. Ok các bạn ơi, mình đã quay trở lại rồi. Rồi lần này mình có úi dồi skin The King này. Xem có mình có skin rồi. Skin này là ngủ trong cửu vĩ hà, nhưng mà mình thấy có cái nước này không đẹp lắm. Skin chiến binh à? Sao từ tù nhân giờ thành chiến binh à? Không. Chắc mình sẽ chuyển sang skin này. The King ấy, The King để làm vua của tất cả các loài rồng. Mình sẽ có sự thay đổi về pet đi. Bỏ con pet này đi này. Bỏ con pet này đi nữa này. Rồi giờ mình sẽ gọi là lấy con pet nào xịn tí nào. Pet về điểm là mình mới có 2 con thôi này. What the speed mấy con? Máu quậy, thức ăn toàn đấy con. Giờ mình sẽ lấy thử một quả trứng Legendary nào. Quả trứng ơi, à vừng ơi, mở ra có cái dấu chấm này. Với quả trứng màu đỏ, màu vàng thì tỷ lệ ra pet bình thường là 93%. Nhiều thế. Tỷ lệ ra pet trung bình 6% ít thế. Ui, pet epic được 1% à, khó lại. Thôi bỏ qua. Nào, chọn con pet ở đây ta. À, mấy con ngôi sao này hay này các bạn ạ. Ui, có con mới này. Rồi, con đâu rồi ta? Phải đấy, fly ấy. Ui, thằng này chọi TNT. Thằng này thì đi làm phục vụ à. Hay nhờ anh em này, anh hai thằng anh em. Mình to vãi, nó vì con pet bé quá. Rồi, hy vọng lần này mình gọi là làm vua xứ ngày các bạn ạ. Mình sẽ gọi là top 1, tại vì top 1 nó chỉ có 3 triệu điểm thôi. Mình gọi là mình sẽ thổi lửa hết. Nào, và máu mình dài hơn này, kinh rồi. Nó dài lúc The King mà lại. The King ơi, cút ra. Mấy chú thấy anh không ấy, ngầu quá, thật. Đấy, ngầu quá cơ. Qua ngầu loài The King mũ vua này các bạn ạ. Mặc áo hoàng tộc mới kinh á. Mà không biết anh này có đeo cà vạt đâu. À không. Mình nhớ rồi các bạn ạ. Cái con rồng cao bồi lần trước ấy, nó không bắn được nhưng mà nó đeo cà vạt các bạn ạ. The King ăn bom cơ đấy. Bị bom ném vào mặt không chết ấy. Kỳ quá. Giờ để mình hình như là này có sự kiện của bóng bóng gì hay sao ấy các bạn ạ. Mà nãy giờ mình toàn thấy mấy cái quả bóng bóng mà mình đớp một phát bóng bóng nát luôn. Hay á, phai nó luôn rồi. Ui, con rồng này phai luôn nhanh thế. Hay đấy. Được rồi, phai luôn nhanh. À, phóng liên tục. Nhân người khổng lồ này. Cha. Úi giời, hết bố rồi. Rồi chuột gì gạt kìa, không động nó đâu. Bị bệnh là chết đấy. Khéo chưa công bố là bị bệnh là chết.
nào, nhện chúa ma này. Ui thôi, rác thải ngôi trường thôi, mình dọn hộ đi ấy, dọn hộ không này. Ơi đánh đi, đánh đi. Ui rồi đánh như mối đâu đi đâu. Ui giời, dám đánh vị vua của Dragon à, mình là vua rồng nhưng mà nhá, mặc dù vẫn là không phải con rồng mạnh nhất nhưng mà ui, chỉ kin vua rồng, vua của loài rồng Dorkanit các bạn. Ôi sao khu vực của bọn quỷ lùn này lắm TNT ấy nhỉ, hay thật, phóng thật nhanh ấy, phai nước luôn. Ui rồi, ôi à, những quả bom, những cái gì mình không ăn được nó sẽ không hiện nhé các bạn. Ui thôi nổ bom luôn, kinh quá rồi. Tuổi tôm thôi hết luôn. Ui rồi, chốc lát đã được 1 triệu điểm đấy các bạn ạ. Nếu như mình chơi con xịn hơn thì có khi lại mấy triệu. Ui có bom siêu to khổng lồ kìa, thôi bỏ qua đi, có bom siêu to khổng lồ đấy, hay mình hút thử rồi nhỉ. Yên tâm, mình sẽ không chết. Thôi mình nhìn nó sợ vãi tè. Cái con U3 nó còn hút một phát được tí này nó gì, cái con rồng vua rồng của loài đây con ít thôi chứ không phải là heo kim cương này. Quỷ ơi, con này hack à? Phát hiện là cái bọn quỷ lùn nó hack nhá. Ôi, virus yeso. Phun lửa mà chả thấy ai phun lửa này. À, ui mình đốt luôn cả xác. À ui nổ luôn cả bom đi. Nhờ ui giời, nổ luôn bom đi. Nhờ ui giời, thôi kinh quá. Ôi giời ơi. Hết đạn luôn bạn ạ. Sang bên này chơi quẩy tiếp này. Này nhờn. Ớt vàng trong làng cay, trong làng ăn cay ấy. Úi giời, húc chết luôn con người. À người khổng lồ ấy. Úi giời giời, bọn bóng ma này tuổi nhờ. Chả đáng bao nhiêu máu. Cắn phát chết luôn. Phai đớt luôn rồi. Nhanh thế. Ôi sao tự nhiên giờ liên tục có chữ phai đớt này. Úi giời, bá đạo á. Xem con này nó cầu đá nhá. Úi giời, mẹ quá, đốt luôn cả chữ cầu đá. Đốt luôn cả máy cầu đá các bạn ạ. Mình nhớ vừa nãy có cái máy cầu đá các bạn ạ. Bên này đúng không? Không. Đâu thằng. Ai à, mình đốt mất chữ cái máy cầu đá rồi. Máy cầu đá cháy thành cát bụi này các bạn ạ. Sao mình 1 triệu điểm húp sàng The King tới đây ơi. Lúc trước là có The King của ngoài người, hôm nay là có The King của loài rồng. Đấy. Mà thì rồng đê con ít thôi chứ không phải là The King của như con U3 đâu. Đây con này cũng là rồng này. Mà cắn hết ai này? Ngựa. Ui con ấy giờ mình không cần dùng bút nữa các bạn ạ. Mình chỉ cần một phát tập thôi là vỡ luôn máy. Bọn này thống nhất với con người à? Chắc là lợi dụng à. Bọn này lúc đầu là không biết mạnh là như thế nào nên là mình sẽ gọi là thống trị chỗ này để gọi là cho chúng nó biết. Cái này lắm bom đấy, lắm bom nhỉ. Ui à, ư à, sao tàn như xác pháo rồi. Sao mình gọi là The King mà được mấy mạng cơ, mình còn mấy chục mạng cơ. The King là mấy chục mạng à, bọn quỷ lùn này. Hai khu vực này lắm, rộng này. Bảo rồi, đây là vừa Dragon City. Con này, đây là Dragon City các bạn ạ. Ôi, có con nào đánh rắm ấy. Con này xì khói các bạn ạ. Xì khói à, bố mẹ phán này. Bom này, bom thì mình ăn tất nhá. Bởi vì bom nó cũng cho mình điểm. Này hổ nhỉ. Quỷ lồn này, nó cầm canon các bạn ạ. Nó cầm khẩu canon đấy, không phải dạng vừa đâu. À, robot này, xem là robot. Úi giời, robot tuổi. Úi giời, nhá. Thằng quỷ lồn đang điều khiển robot này. Mày sâu ấy bỏ đang điều khiển điều khiển robot này thì bom siêu to rồi. Thôi bỏ qua đi. Phải đốt nào, đợi tí. Phải đốt đậu xanh vẫn chưa đủ phải đốt các bạn ạ. Ôi phải đốt luôn rồi, hay quá. Phải đốt đấy, tức là trạng thái phun lửa phi rắn như mày ấy. Giờ chả thấy cái gì để mình phun lửa nhỉ, hay nhỉ. Hết bố rồi, có vẻ khu này là lắm bọn xì khói này quá nên là mấy con rồng chạy hết rồi các bạn ạ. Thế nào, à đúng rồi, mình quên mất các bạn ạ, còn có cái khu vực xuống cái bắt cá cá sấu này, bắt luôn cả cá sấu luôn. Ui tắc thở, giờ kinh bị tắc thở các bạn ạ.
đánh đau nhè. Thầy mình phải có làm sao, mình cố gắng lên top 1 ca. Top 1 là 3 triệu điểm, mình cố gắng lên hơn 3 triệu điểm thôi. 3 triệu 5 hay sao? Heo kim cương ngon quá. Heo kim cương bổ dưỡng người các bạn ạ. Quay lại thôi. Cứ như thế này thì không biết là tài nguyên còn không à không ấy. Ừ, mình là vua rồng mà. Đấy, vua rồng à, lấy cả vàng luôn. Đấy, chính tỏ là mình cũng có mining đấy. À, khu vực này thì ít rồng hơn các bạn ạ. Nó không bằng cái khu vực kia đâu. Đấy. Ui, à, bay lên trên bầu trời. Ui rồi, chết rồi. Đói rồi. Ôi, à, mình ăn cái hộp Lucky Block đấy, mình hết đói. Hay quá. Hộp đấy là random cũng nặng. Ngon mà. Không. À, một quỷ lùn này. Sáng tạo trên vũ trụ ai này. Đấy. Hàng không NASA đấy bạn ạ. Ôi giời. Bay tít tận lên đây luôn ạ. Mạnh quá. Nào có chữ U kìa. Lấy chữ U. Ai trong cái hang. Sao bọn rồng này giờ nó khôn đấy. Nó cứ để mấy quả bom đấy để mình đạp. Sao? Ơi lắm rác thải nhỉ, nhưng thôi mình không dọn được đâu. Đấy. Rồng này mình cứ đi một lúc. Ui. Mình cứ đi được một lúc là kiểu gì chúng nó cũng quay lại thống trị các bạn ạ. Đấy. Cứ đi một lúc là bọn rồng nó quay lại thống trị ngay. Đúng là bọn này lắp up level luôn. À, ui. Tính ra mình đi cũng hay nhỉ. Mình đi nó lại hàng đống thức ăn này. Ngon. Rủ rồi. Không ngớt các bạn ạ. Bọn rồng bình thường là 2:1 không chột cũng què. Nhưng mà giờ là gần là mấy trăm chấm một không chọn què. Mình khỏe quá. Ôi à, mình vừa mới hồi sinh là mình có lớp giáp luôn ạ. À, mình vừa mới hồi sinh là mình sẽ có một lớp giáp phai rớt luôn ạ. Nhơn đùa này. Cút ra ai phun lửa đây. Ai à, tông vỡ cổ bom rồi. Nhanh. Mình nhân cơ hội phun lửa các bạn ạ. 2K7 rồi, à 2K9. 2K9 rồi các bạn ạ. Đúng 5 mình xin luôn. À 2M9. 2M million các bạn ạ. 2 triệu điểm. Con dòng này. Ơ tính ra chỉ mỗi mình là dòng bình thường thôi, còn lại toàn là ấy thôi. Toàn là zombie dragon thôi, XL luôn. Quả bom khổng lồ kia thì không có cách nào để trị được các bạn ạ. To quá trời to. Khu vực này hết dòng ăn này, hết đồ ăn rồi. Nào, quay trở lại khu vực cũ ấy, khu vực đồng hành của mình này. Thì chính là khu vực gọi là nhiều thức ăn nhất, nhưng mà cũng là nơi gần như là có quả ớt thần thánh. Nào lên đi ạ. Thể hiện là ai. Mình có nên quay trở lại khu vực kia không nhỉ? Cũng chả biết nữa, kệ đi. Nào, mình sẽ gọi là ăn hết đống này. Chuyện đâu có đó. Thứ cái tính xấu. Ôi phải nó rộng ngon rồi. Nhanh, có thứ gì để mình phun không? Khe lửa. Mình sắp lên Mega Ray rồi các bạn ạ. Đấy, mình sắp lên Mega Ray rồi. Vậy nên là chả quan tâm lắm đâu. À, người khổng lồ vàng 3 triệu rồi. Hay quá. Ôi Mega Ray nhơn. Mega Ray nhơn. Phun tất cả luôn. Mega Ray là cực bá nhá. Đốt ốt cả cái biển luôn các bạn ạ. Ôi quả quét hết 4 triệu điểm rồi các bạn ạ. Mình ngầu chưa ơi, quá ngầu luôn. Thôi giờ chắc là để đến thời điểm anh cuối cùng để mình xem danh của anh như thế nào rồi. Đây mình sẽ để cho con này nó đánh nhá, con này bọn này đánh rất là nhanh, mình cũng chả lo lắm, để xem danh của mình nó như thế nào đã. Úi rồi, máu thụt như nước luôn rồi. Thôi sao bị một con hồn ma nó đánh, nhưng không, mình sẽ không chết do một thằng nào đánh ạ. Mình sẽ tự chết đói ấy. Chết vì đói, cái chết đau nhỏ ấy. Ôi giời, gục ngã trước chiến trường. Ở đây không phải chiến trường mà đã ấy. Rồi, top 1 điểm danh này. Rồi, 5 vũ ạ, không. Mình hết mà nào rồi. Ngon quá. 25.000 vàng, 26.000 vàng. Rồi, 4 triệu điểm luôn. Top 1. Đây là con rồng đồng bình thường nhé các bạn ạ. Đây con rồng bình thường, nó chỉ có gọi là bình thường mới thôi. Mình là The King các bạn. The King ấy. Ấy bây giờ. Thôi. Video đến đây là kết thúc
rồi. Tạm biệt tất cả các bạn.